từ những vật truyền chỉ có nó sợ như vậy. Chúng cháu chào nhau à, cháu chào cả cháu, chứ cả cháu còn truyền chỉ có ý sợ ý mà đóng mũi thế này. Dạ thưa ông, chúng cháu đi tham gia hội thi ban giám khảo đầu tư cộng đồng giỏi ông à. Hội thi giám khảo đầu tư cộng đồng giỏi à, ông sẵn hơn nửa đời người rồi mà chứ chỉ có nghe cái hội thi biết à. Ông là mà chỉ nghe cái hội thi á, là hội thi nhà nấu bông tay hay là hóa hồng núi hay là hóa hồng biển đó là bà cháu à, chứ là chỉ có nghe để cái hội thi giám khảo đầu tư giỏi đấy. Dạ đúng rồi đấy ông à, đây là lần đầu tiên ủy ban mặt trận tổ quốc tổ chức hội thi ban giám khảo đầu tư cộng đồng, và thông qua hội thi lần này nhằm để tuyên truyền các văn bản của luật, đặc biệt đó là luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022, nghị định số 29 năm 2021, và thông qua hội thi để nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và người dân trong việc giám sát đầu tư các công trình trên địa bàn đấy đúng mà. Rồi, rồi thì tốt quá, rồi để ông cũng đi với các cháu. Cháu nhìn này, ông già rồi nhưng mà còn dẻo lắm. Được rồi, thì tốt quá đây là. Anh vừa đi cùng tham gia. Rồi thì trước khi đi á, thì chúng ta giới thiệu cái đầu tiên của chúng ta đi. Dạ. Thank you.
thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trong những năm qua, đơn vị xã Thanh Lâm đã và đang thu hút nhiều công trình dự án với hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt những công trình cầu nhằng, đường giao thông từ cầu Hồng đi Sơn Tiến Hà Tĩnh, các đường trung học cơ sở, đường tiểu học và đường mầm non và nhiều công trình dân sinh khác. Nhờ làm tốt công tác giám sát đầu tư cộng đồng mà các công trình đã thi công được đảm bảo đúng tiến độ, an toàn và đúng đảm bảo thiết kế, và sự tin tưởng giữa nhân dân với đảng ngày càng được tăng cường và củng cố. Phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân cũng như những việc đạt được trong thời gian qua, ban giám sát đầu tư cộng đồng của đơn vị xã Thanh Lâm sẽ tiếp tục phát huy thực hiện tốt hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Còn về với buổi thi hôm nay, đội tuyển Thanh Lâm của chúng tôi gồm có 5 thành viên: Hải Đăng, Băng Băng đội trưởng, Quang Luận, Trong Vai đội phó, Sơn Toàn, Hồng Nhì và Vân Anh thành viên. Với mục đích giao lưu học hỏi, đội tuyển Thanh Lâm xin gửi đến quý vị đại biểu, ban giám khảo của toàn thể buổi thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi thi của chúng ta thành công và thành công.